Astrakhan, vùng đất yên bình miền nam nước Nga, nơi sông Volga đổ vào biển Caspi. Với vị trí địa lý thuận lợi, khi nằm ở hạ nguồn sông lớn, Astrakhan được thiên nhiên ưu đãi ban cho rất nhiều sản vật đặc trưng, đặc biệt là sự đa dạng về các loại thủy sản. Riêng cá có khoảng hơn 100 loài. Mùa câu cá ở Astrakhan thường bắt đầu từ tháng 4, nhưng hấp dẫn nhất là du lịch kết hợp với câu cá vào mùa hè. Câu cá ở Astrakhan là sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp của khu vực và sự phong phú của động thực vật. Không quá khi nói rằng Astrakhan là nơi tuyệt vời nhất ở Nga cho một kỳ nghỉ dưỡng kết hợp với câu cá. Lưu học sinh, mỗi khi gác lại áp lực học tập thi cử, bà con cộng đồng tạm để lại phía sau những khó khăn của cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi đất khách. Mọi người tổ chức các buổi câu cá, picnic ngắn ngày như là một cách để thư giãn, cũng như hòa nhập vào thiên nhiên và cuộc sống ở Nga. Mời mọi người cùng xem một số hình ảnh về hoạt động câu cá của người Việt tại Astrakhan hôm nay. Thực sự, câu cá ở Astrakhan là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Sau đây xin được giới thiệu với mọi người một vị khách rất đặc biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Phóng sự Astrakhan. Nội dung chính của ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật đã tự mình sáng chế ra chiếc máy ép mồi câu. Nào ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới gặp nhân vật bí ẩn của ngày hôm nay. Cận cảnh máy khi đang hoạt động sẽ mất khoảng 2 phút cho quá trình ép thành viên. Hình ảnh sản phẩm máy ép ra trước khi đóng gói. Màu hồng là mồi dâu tây, xanh là mồi tỏi, vàng là mồi hướng dương. Sản phẩm đã hoàn chỉnh sau khi đóng gói, chờ mang đi tiêu thụ. Xin chào mọi người, đứng bên cạnh tôi ngay bây giờ đây chính là anh Nguyễn Thanh Thúy, người đã sáng tạo ra chiếc máy ép mồi câu. Và ngay bây giờ thì anh sẽ dẫn chúng ta tới tìm hiểu về chiếc máy ép mồi câu mà anh đã sáng tạo ra. Vâng, xin mời bà con cùng vào trong gian máy với tôi. Cùng xin giới thiệu với bà con, đây là chiếc máy ép. Và trái tim của nó là đây là động cơ bơm dầu và hệ thống điều khiển bảng van, hệ thống tủ điều khiển, hệ thống làm mát. Đầu tiên, sản phẩm ngô hạt nhập theo
của cửa hàng thức ăn chăn nuôi gia súc, một bao là 30 cân. Sau đó đưa vào máy nghiền, ta sẽ được cám ngô, sẽ được sản phẩm là cám ngô. Cộng với từ cám ngô đây, tôi chọn một chút gia vị, mắm muối, mì chính, gia giảm. Sau đó cho vào máy trộn. Đây là máy trộn sẽ máy trộn sẽ trộn hỗn hợp, trộn đều hỗn hợp, và sau đó hỗn hợp từ đây đưa vào máy và ép ra thành viên. Đây ví dụ là một viên ép. Dù chưa từng học qua một trường lớp về cơ khí nào, từ những ý tưởng sơ khai ban đầu, sau rất nhiều lần thử nghiệm, đến nay máy ép mồi câu của anh đã thành công, cho ra những sản phẩm đầu tiên. Quý vị có thể thấy, hình ảnh cắt, hàn, lắp ghép, chế tạo máy đều tự tay anh mày mò và sáng tạo. Anh Thủy cho biết, mỗi ngày 10 tiếng, máy có thể ép được khoảng 200 gói mồi. Anh sẽ tiếp tục cải tiến để tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm. Trong hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tế nước Nga, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người Việt tại Astrakhan bằng lao động sáng tạo luôn tìm được hướng đi cho riêng mình. Vừa rồi thì anh Thủy đã dẫn chúng ta tham quan không gian làm việc cũng như là giới thiệu về máy và quá trình hoạt động của máy. Vậy thì không biết là anh có thể cho khán giả biết được rằng là từ đâu mà anh đã có ý tưởng để chế tạo cái chiếc máy này không ạ? Vâng, để trả lời câu hỏi trước hết thì tôi xin giới thiệu về thành phố Astrakhan, là thành phố cuối nguồn của con sông Volga trước khi chảy ra biển. Nơi đây tài nguyên thiên nhiên về cá rất phong phú, thì từ đó mà tôi có ý tưởng sản xuất mồi để phục vụ bà con câu cá giải trí. Và như chúng em được biết thì chiếc máy này thời gian vừa qua đã hoạt động rất là năng suất và đã có lợi ích rất lớn đối với kinh tế của gia đình. Và bây giờ thì chương trình có món quà nhỏ gửi tặng anh cũng như lời cảm ơn vì anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúc anh và gia đình hạnh phúc và công việc thuận lợi ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn mọi người.